Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Di Động FV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thì bên em là kênh chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ. Các bác nào mà xem video thì cảm thấy máy nào phù hợp, các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức. Một là các bác qua trực tiếp cửa hàng em là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy. Hai là nếu anh em nào ở xa thì cọc tiền em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang có. Thì trước khi quay em nói qua một số vấn đề. Ví dụ như là bác nào mà qua cửa hàng em thì các bác qua vào khung giờ từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thì em mở cửa ở 111 Triều Khúc. Còn ngoài thời gian đấy thì em sẽ không ở cửa hàng các bác nhá. Và thứ hai là khi mà anh em mua hàng thì tình trạng thì máy này em là máy lướt thì sẽ không có hộp đâu các bác nhá. Thế nên là bên em bán thì tình trạng cứ như nào thì em quay hết trên video và không có hộp. Nhiều bác cứ hỏi lướt máy mới hay máy cũ thì em nói luôn nó là máy cũ, máy lướt đã qua sử dụng rồi. Và tình trạng thì nó như nào thì em bán như thế. Và giá cả thì cũng đi kèm với chất lượng thôi, tiền nào của đấy các bác nhá. Cây nào tình trạng xấu hay là nó ám màn hay như nào thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn những cái cây đẹp thì giá nó sẽ cao hơn. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang có. Em sẽ giới thiệu từ máy cao tiền đấy, hôm nay thì giới thiệu từ những cây cao tiền nhất, sau đó sẽ giảm dần lên xuống những máy thấp tiền các bác nhá. Đầu tiên thì em phải giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đây là chính là cái dòng Galaxy S21 Ultra 5G. Cái lô hàng này là lô hàng phiên bản Mỹ các bác nhá. Lô hàng này thì em mới về cũng cách đây 2-3 ngày và em bán vội rồi. Hiện tại thì các bác nhìn trên bàn chắc chỉ còn khoảng tầm hơn chục cây thôi chứ không còn nhiều hàng nữa các bác nhá. Đây là dòng Galaxy S21 Ultra 5G, hàng đẹp led lèn lẹt không vết mũi đốt cho các bác. Cái tầm tiền mà dưới 10 triệu thì các bác không thể mua được một con nào cấu hình bằng 2/3 con này nếu mà anh em đi mua mới. Nhưng khi mà mua một con hàng lướt mà đẹp như mới như này thì các bác đã sở hữu được một con Galaxy S21 Ultra cấu hình khủng long rồi. Con này thì hàng led lèn lẹt không vết mũi đốt, đẹp như ngọc tring luôn, 99,69% các bác nhá. Nguyên siêu viền và ly lông dây bóng này các bác này. Hàng này thì gọi không chê vào đâu được. Cây này thì kích thước màn hình của nó rộng 6,8 inch và màn của nó là màn 2K cộng và tần số quét màn hình 120Hz anh em nhé. Nói chung là loanh quanh giá, tầm giá chưa đến 10 triệu thì dòng S21 Ultra này là nó là số 1 rồi. Cây này thì camera 100x luôn, camera siêu led các bác nhé. Máy thì phiên bản màu bạc. Hiện tại thì màu đen em tăng tạm thời hết hàng và chỉ trong ngày mai thôi. Trong clip ngày mai thì sẽ có hàng màu đen về. Thế nên anh em nào cần đặt màu đen thì vẫn có màu đen phục vụ các bác. Còn trong clip này thì em chỉ có màu bạc này thôi các bác nhé. Máy đẹp, zin, chuẩn chỉ, các chức năng hoạt động ok. Màn hình thì đương nhiên là các bác ngồi soi cả ngày cũng không ra một cái vết đốm, vết ám ố với lưu ảnh nào hết các bác nhé. Màn hình đẹp keng luôn, không xước sát, không ám ố. Máy đẹp, hình thức 99%. Giá cho các bác hiện tại dòng này là 9.800.000. Giá chuẩn các bác nhé, không mặc cả. Và giá này thì em đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình rồi. Cái loại này thì chỉ dành cho các bác nào yêu hàng chất thôi. Cùng là một con máy như này, em nói thật với các bác, nếu mà các bác chọn những cái con hàng xước nha, hàng phẩy nha, có thể nó rẻ hơn đến 1, thậm chí là 2 triệu so với con này luôn. Nhưng mà các bác chọn con này thì nó là hàng led lẹt, cái nguyên siêu viền này các bác này, thì cây này đang bán với cái giá là 9.800.000. Mà trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Sạc cáp thì những cái dòng đời cao này thì em sẽ tặng cho các bác là sạc 25W. Còn những cái dòng mà đời từ gọi là Note 10 Plus trở đỡ lại S2 Note 20 thì những cái dòng này em sẽ tặng sạc 15W các bác nhá. Còn riêng cái mã Note 20 Ultra hoặc là S21 Ultra thì em sẽ tặng cho các bác là sạc 25W. Thì cái sản phẩm Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ 2 SIM 2 sóng này em đang bán là 9.800.000. Dòng này thì RAM của nó là RAM 12GB và bộ trong là 128GB các bác nhá. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 và pin của nó 5000 mAh. Các chức năng là hoạt ok, camera bọn này thì siêu đỉnh luôn rồi. Camera bọn này thì không có gì để gọi là bàn cãi nữa các bác nhá, vì nó quá led các bạn. Nó quá led luôn. Đấy, Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản Mỹ, 2 SIM 2 sóng, đẹp keng xe beng 99,69%. Giá 9.800.000. Tiếp theo giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm Galaxy S21 Ultra 5G. Những cái lô hàng này là lô hàng phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Bản Hàn Quốc thì lô hàng này hình thức của nó được tầm 95-97%. Chỉ nghĩa là trên viền của nó gọi là nó sẽ phẩy một chút theo thời gian. Cái đấy là điều không thể tránh khỏi được. Ví dụ như trước 5 tâm nhẹ tí xíu, gọi là không đáng kể các bác nhá. Gọi là không đáng kể như em đang cầm trên tay đây, là một con máy tương đối là đẹp. Nói chung là loanh quanh
95-97%. Các chức năng là hoạt động ok. Các bác nhìn viền vùng các kiểu khá là ngon các bác nhá. Khá là ngon. Đây là hàng phiên bản Hàn Quốc, các bác sẽ dùng được một sim. Bản Hàn thì các bác lưu ý là nó chỉ dùng được một sim thôi. Đây, cây xem cái là còn pin. Đây cái này. Bản Hàn một sim, màn hình đẹp trong veo, không xước sát, không ám ố gì. Các chức năng là hoạt động ok. Phiên bản Hàn Quốc thì bộ nhớ trong của nó cao nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi và hỗ trợ 5G, pin cũng là 5000, RAM 12GB, bộ nhớ trong của nó lên tới 256GB. Bản Hàn nó khác cái phiên bản Mỹ 3 điều. Điều thứ nhất là nó khác cái là nó là một sim và phiên bản Mỹ nó sẽ dùng được hai sim. Cái thứ hai, nó khác cái thứ hai là phiên bản Hàn, bộ nhớ trong của nó cao gấp đôi phiên bản Mỹ. Bộ nhớ trong của bản Hàn lên tới 256GB, còn bản Mỹ thì nó chỉ có 128GB thôi. Cái khác thứ ba là phiên bản Hàn nó chạy con chip Exynos 2100, thì con chip này nó sẽ yếu hơn con bản Mỹ một tí, nhưng ngược lại thì nó sẽ mát máy hơn các bạn nhá. Đấy, còn bản Mỹ thì nó chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888 thì nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ ấm hơn một tí so với con bản Hàn trong quá trình sử dụng. Thì các bác có thể lựa chọn, cân nhắc lựa chọn giữa ba con này. Bản Hàn thì các bác sẽ có ghi âm cuộc gọi, còn bản Mỹ thì không có. Khi mà cuộc ghi âm cuộc gọi là khi anh em gọi cho nhau này, muốn ghi âm lại thì phiên bản Hàn này sẽ có ghi âm cuộc gọi, nó sẽ có mục ghi âm. Còn phiên bản Mỹ nó sẽ không có. Đấy là bốn cái điều khác nhau cơ bản nhất trên một con máy phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Nếu bác nào mà dùng một sim thì các bác dùng con bản Hàn này cho em thì quá là ok luôn, giá tiền vừa rẻ hơn. Rẻ hơn thì đương nhiên là viền của nó sẽ phải rồi các bác nhá. Nó sẽ không đẹp keng mà phiên bản Mỹ kia. Nhưng mà loanh quanh thì có 9 triệu 2 là các bác mua được một cây rồi. Bác nào mà cảm thấy chốt cây nào thì anh em vào việc nha các bác nhá. Đây cây số 3 9 triệu 2, cây số 2 9 triệu 1, thì về cơ bản 9 triệu 1 với 9 triệu 2 thì nó cũng chả khác gì nhau. Máy zin hình thức phẩy các bác nhá. Đấy, máy zin hình thức phẩy một chút. Mọi chức năng là hoạt động OK hết các bác nhá. OK hết mọi chức năng. Đấy, màu đen, phiên bản Hàn Quốc, giá loanh quanh 9 triệu, 9 triệu 1, 9 triệu 2 là các bác mua được rồi. Tiếp theo thì em giới thiệu cho bác một cái sản phẩm Galaxy. Con này là con Galaxy Lot 20 Ultra 5G, hàng Mỹ đẹp 99% luôn. Đây là hai cây phiên bản màu đồng. Đấy, lô hàng này thì em lại mới về được một ít nữa cho các bác nào mà có nhu cầu thích phiên bản màu đồng này thì các bác múc ngay cho em một con này. Hiện tại thì bản Mỹ này em có hai loại màu là màu đồng và màu đen. Đối với cái hàng đẹp LED 99% như này thì giá nó sẽ cao hơn bình thường ít nhất là khoảng hơn 1 triệu các bác nhá. Nó sẽ cao hơn bình thường hơn 1 triệu luôn. Người ta gọi là tiền nào của đấy thôi. Cây này là cây Galaxy Note 20 Ultra 5G, hàng gọi là hàng LED đẹp 99% như ngọc tờ ring các bác nhá. Như ngọc tờ ring luôn này. Đấy, soi kỹ các bác cho các bác xem này. Viền vùng các kiểu các chi tiết là LED lẹt lẹt luôn. Thì đây là một cái sản phẩm Galaxy Lốt 20 Ultra 5G. Với form dáng thiết kế của dòng lốt này như sau. Kích thước màn hình rộng 6,9 inch, màn 2K cộng và tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Các bác nhìn cái màn hình này LED lèn lẹt luôn. Siêu LED luôn các bác nhá. Cái này thì xem phim thì tuyệt vời luôn. Con này thì hai SIM, hai sóng hỗ trợ 5G. Pin của nó là 4500. RAM thì RAM 12/128GB. Cái này sẽ dùng được thêm thẻ nhớ mở rộng nữa. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865, camera chụp ảnh siêu đẹp luôn và loa nghe nhạc là loa kép các bác nhá. Loa kép nghe nhạc rất sướng, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 cộng. Lốt 20 Ultra 5G, giá cho các bác đối với cái hàng đẹp LED này đẹp như này là cái giá là 9 triệu 2 các bác nhá. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình rồi. Ngoài ra nếu bác nào mà không quan trọng hình thức thì các bác có thể múc hai con này cho em. Con số 1 và con số 2. Con số 1 có 7 triệu 600 nghìn. Con này thì máy zin hình thức xước các bác nhá. Máy zin hình thức viền xước này các bác này. Đấy, viền nó hơi xấu như này. Thì các bác dùng con này cho em. Trên màn hình xước nhẹ 1-2 vết, lâm tâm nhẹ. Cái này thì dán màn hình lên là hết sạch luôn. Các chức năng là ngon lành cành đào. Đấy, trải nghiệm một con này quá ok. Thực ra nhiều bác cũng chả quan trọng về hình thức đâu. Thì các bác múc con này cũng được này. Con này thì các chức năng là ngon lành cành đào hết các bác nhá. Nhưng mà nó sẽ gọi hình thức phẩy hơn, giá 7 triệu 6, nghĩa là rẻ hơn cái con hàng đẹp keng kia tận đến 1 triệu 8 à. Đấy, 1 triệu 6 1 triệu 8 gì đấy, 1 triệu 6 1 triệu 8 các bác nhá. Thì cùng là một con máy nó chênh nhau 1 cho đến hơn 1 triệu, đến thậm chí 2 triệu luôn cũng có. Thế nên là các bác không so sánh làm cái gì, quan trọng nhất anh em thích hàng nào và cảm thấy loại nào nó phù hợp thì anh em vào việc thôi. Ngoài ra có một cây số 2, cây này có 7 triệu 8 này các bác này. Cây này đẹp 95%. Trên viền của nó gọi là phẩy nhẹ tí xíu các bác nhá. Và trên màn của nó xước nhẹ một tí xíu. Cái này thì dán màn hình lên là hết sạch thôi. Cái này em đã dán thử rồi và gần như là hết đến 99%. Các chức năng là ok, màn đẹp trong veo, không ám ố, không lưu ảnh gì. Và phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng. Cây này thanh lý cho các bác giá 7 triệu 800 nghìn. Nói chung là quá rẻ luôn các bác. Quá rẻ luôn các bác nhá. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà rẻ tiền hơn. Sản phẩm rẻ tiền hơn thì em mới về trong tối ngày hôm qua thì em lên clip thì cũng bay khá khá rồi. Đây là một cái dòng Galaxy
S21 Ultra 5G, S21 Plus 5G các bác nhá. S21 Plus em về được 3 màu là màu đen, màu trắng bạc là chính. Còn ngoài ra có một cây phiên bản màu, đây là màu đồng đi. Đấy, ngoài ra có một cây phiên bản màu đồng. Thì Galaxy S21 Plus này thì lô hàng này em về toàn là hàng đẹp thôi, không có hàng xấu các bác nhá. Vì các bác nhu cầu chọn hàng đẹp rất là nhiều, thế nên là em đặt một cái lô hàng đẹp về để phục vụ các bác. Máy nguyên zin từ A đến Á và đẹp, các chức năng hoạt động ok. Nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Galaxy S21 Plus 5G phiên bản Mỹ, giá từ 7 triệu đến 7 triệu 2. Đối với cái hàng A thì là 7 triệu. Còn hàng A thì là 7 triệu 2, còn hàng A trừ thì là 7 triệu. Giá thì loanh quanh từ 7 triệu đến 7 triệu 2, thực ra gọi là 1910 thôi, nó cũng chả khác gì nhau các bác nhá. Về cấu hình của S21 Plus như sau. Kích thước màn hình phẳng rộng 6,7 inch. Bác nào mà thích màn hình phẳng mà theo form dáng mà thích gọi là phẳng như ngọc tố linh thì các bác chơi con gọi là màn hình phẳng cho em. Màn hình phẳng rộng 6,7 inch và loa của nó là loa kép các bác nhá. Đây các bác nhìn màn hình phẳng này, đấy màn hình phẳng. Con này thì tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Nói chung là màn hình của con S21 Plus thì nó là siêu mượt rồi. Đấy 120Hz các bác nhá, rất là mượt luôn. Máy thì được trang bị là hai SIM, hai sóng và hỗ trợ 5G. Đấy S21 Plus pin 4800. RAM thì RAM 8/128GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 858. Máy thì camera của dòng S21 Plus này thì em đánh giá rất là cao. Từ trước đến giờ thì riêng cái dòng S21 Plus này thì camera của nó em vẫn đánh giá nó rất là cao các bác nhá. Chi tiết ảnh của nó cực kỳ đẹp và rất là lịnh mắt luôn. Riêng dòng Galaxy S21 Plus này. Đấy. Các bác mà khi nhận hàng mà có những cái ảnh trong máy mà em chụp, trong cái quá trình mà em chụp như này thì các bác thông cảm nhá. Đây là trong cái quá trình em test thì đằng nào cũng phải test máy thôi. Đấy. Một con máy chụp ảnh rất đẹp luôn và pin trâu, cấu hình cao, giá thì loanh quanh phân khúc 7 triệu. Nếu mà cái tầm tiền này mà các bác đi mua mới thì các bác chỉ mua được mấy con ví dụ A53, đấy, hàng tầm trung như thế thôi. Còn chưa mua được con A73 đâu các bác nhá. A73 bây giờ ít nhất anh em mà mua mới cũng phải tầm 9 triệu trên 9 triệu. Tầm A loanh quanh được con A53 thôi. Mà mấy con đấy nếu mà các bác so với con này thì chỉ đi sách dép cho con S21 Plus này thôi. Đấy. Một số tiền bỏ ra loanh quanh 7 triệu, 7 triệu 2 các bác sở hữu một con S21 Plus hàng flagship của Samsung, cấu hình rất cao luôn. Đấy, thì loanh quanh hiện tại em đang bán là 7 triệu, 7 triệu 2. Đấy, có cây 6 triệu 9 có này các bác này. Đấy, tiền nào của đấy thôi, em về em đã phân loại ra từng cây một, giá nó khác nhau. Ví dụ cây 6 triệu 9 này thì chắc chắn là trên viền của nó đây lấm tấm nhẹ một hai cái lấm tấm bằng cái đầu lông tơ con kiến này. Đấy, nó gọi là bé bé như này thôi các bác nhá. Quý không có cấn móp gì. Cái lô hàng này về thì em không về hàng cấn móp gì hết. Chỉ có gọi là nếu mà con nào 6 triệu 9 thì nó phải nhẹ như này. Còn con nào hàng 7 triệu 2 thì nó sẽ đẹp tầm 97-98%. Đấy các bác nhá. Thì em bán theo hình thức của máy thôi. Đấy đẹp tầm 98% thì là 7 triệu 2 như này. Đấy các bác có thể lựa chọn phù hợp với mình. Mỗi một người có nhu cầu khác nhau. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác phân khúc rẻ tiền hơn. Thì các bác có thể múc cho em. Hôm nay mới về được thêm mấy cây S20 Ultra 5G này các bác này. Cái loại này thì các bác chiến game, chiến ứng dụng với các cái thì gọi một mình nó chấp hết luôn các bác nhá. Các ứng dụng không ngán một ứng dụng nào hết và cấu hình cực kỳ khủng long luôn. S21 Ultra 5G thiết kế trước sau đều bằng kính, quả camera ngắm trị hàng xóm 100x này các bác này. Màn hình rộng 6,9 inch, màn 2K+ và tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Phiên bản Mỹ 2 SIM 2 sóng. Mọi máy là khi về cửa hàng em này em sẽ áp hết ứng dụng quốc tế các bác nhá. Cây này mới về xong nên em chưa kịp áp ứng dụng quốc tế này. Khi mà áp dụng quốc tế thì tất cả những cái app version vơ rủng ninh tinh này nó sẽ mất hết như một cái máy này các bác nhìn nhá. Khi mà áp sang quốc tế là tất cả mọi app rác, app thừa là mất hết như cái máy bên tay phải em cầm này. Lợi thế là khi anh em mua máy tại cửa hàng di động MV là nhà em là biết áp zoom, thế nên là em sẽ áp hết sang dung quốc tế và loại bỏ hết app rác, app thừa, fix tất cả mọi những cái lỗi lầm linh tinh liên quan đến cái bản zoom. Nghĩa là tất cả mọi máy sách tay từ nước ngoài về Việt Nam khi mà qua cửa hàng di động MV thì bán ra thì đều được áp sang dung quốc tế, loại bỏ hết tất cả những app rác, app thừa. Còn khi các bác mua một số shop nhá, em đã đặt một số shop cũng bán bản Mỹ như này, nhưng mà khi mà các bác nhận máy các bác sẽ được những cái ứng dụng linh tinh như này, hoặc là các bác sẽ không cái logo khởi động của nó logo nhà mạng được, rất là nhiều những cái mà nó hiển thị rất là củ chuối luôn. Đấy, có một số con không có cái chức năng dữ liệu di động ở đây, không có phím tắt này luôn. Thế nên là khi mà áp Samsung quốc tế nha, loại bỏ hết tất cả những cái app rác, app thừa và máy nó sẽ tối ưu cái máy hơn rất là nhiều. Đây. Đấy, khi mà anh em mua máy tại di động MV thì em sẽ áp Samsung quốc tế, các bác nhìn này, không có một cái app rác thừa đâu hết. Nó chỉ có những cái app mặc định của Samsung như này thôi và rất là tối ưu luôn các bác nhá, rất là tối ưu luôn. Thì hiện tại thì cây này là cây mới về thì em chưa kịp áp, nhưng mà em áp chỉ có 5 phút là xong thôi, nên anh em yên tâm.
trước khi gửi đi thì em còn phải kiểm tra tất cả mọi thứ xong em mới gửi. Thì cây này là cây số 3, em đang bán là 6.800.000, cũng là cây máy đắt tiền nhất mà hiện tại S20 Ultra mà nhà em đang có. Máy thì zin hình thức rất là đẹp các nhá, viền vùng các kiểu, con này đẹp tầm 97-98%, các chức năng hoạt động ok. Thì cây này cây số 3 S20 Ultra. Cái này thì RAM 12/128GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoại, chạy qua chip Qualcomm Snapdragon 865, được trang bị viên pin 5000 bây giờ, màn hình kích thước rộng 6.9 inch, màn 2K cộng. Cây này cây số 3 6.8 triệu này. Ngoài ra có một cây số 8 6.7 triệu các bác nhá. Cây số 8 này 6.7 triệu đấy các anh nhá. Cây số 8, cây này thì cũng tương đối là đẹp luôn, 6.7 triệu với 6.8 triệu thì nó cơ bản nó như nhau thôi. Đấy, cây này thì xước một vết nhẹ chỗ này này. Cái điều đấy là điều không thể tránh khỏi khi mà anh em mua máy cũ. Thế nên là bác nào mà ngồi xoay từng cái vết xước nhẹ như này ấy, thì tốt nhất là em khuyên là lên đi mua một cái máy mới cho nó nhanh để đỡ phải xoay. Chứ còn những cái con kiểu như này thì đương nhiên là nếu anh em mà xoay kỹ đây này, xoay kỹ thì đương nhiên là nó phải có những cái vết xước lấm tấm nhẹ bằng cái đầu tăm như này. Nhưng mà nhìn tổng quát thì như này cũng rất là đẹp rồi. Đây các bác nhìn này, em quay kỹ cận cảnh một con cho bác xem đấy. Như con màu tím như này cũng rất là đẹp rồi, những cái vết như này thì ảnh hưởng gì đâu. Có bác thì ngồi xoay từ những cái vết này thì em khuyên một điều là nếu bác ngồi và xoay những cái vết, cả những vết tấm bé bé như này, thì tốt nhất là lên mua một con máy mới cho nó nhanh. Và cùng cái số tiền như này, nếu đi mua mới chỉ được một cái con cấu hình bằng 2/3 con này đã là khá lắm rồi đấy, chứ không được bằng một góc con này đâu đấy. Thế các bác nhá, lợi thế là khi mà các bác đi mua một con hàng lướt thì các bác sẽ được trải nghiệm một cái con cấu hình rất là cao luôn. Đây chính là một cái dòng flagship của Samsung. Đấy, cũng giống như kiểu S23 Ultra mà bây giờ đang mới, bây giờ tận hai mấy 30 triệu, gần 30 triệu. Nhưng mà chỉ sau 2 năm nữa thôi thì nó lại sẽ có những cái con hàng lướt kiểu như này, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Các bác sẽ trải nghiệm một cái con chưa đến 10 triệu hoặc là tầm 7-8 triệu là các bác đã trải nghiệm được con S23 Ultra rồi. Đấy, chỉ tầm 2 năm nữa là các bác đã trải nghiệm được những con đấy rồi. Thì cũng giống như kiểu S20 Ultra này, trong cái giai đoạn nó mới ra nó cũng rất là cao các bác nhá, nó tận hai mấy gần 30 triệu. Nhưng thời điểm này thì nó loanh quanh chỉ tầm 6.7 triệu đến 6.8 triệu. Có cây rẻ hơn rất là nhiều, và cây sắp kiểu cái những cây rẻ hơn em sắp sửa giới thiệu cho các bác xem. Đấy, thì cây số 8 này và cây số 3 cho các bác là 6.7 triệu và 6.8 triệu. Ngoài ra thì em có cây số 1 và cây số 2. Hai cây này thì hình thức của nó lưng đẹp này các bác này. Lưng đẹp nhưng mà viền cây này hơi xấu các bác nhá. Xem màn hình có xước không này. Màn hình đẹp luôn. Hai cây này lưng đẹp, màn đẹp này. Chỉ có mỗi cái là viền hơi xấu các bác nhá. Viền nó hơi xấu một tí. Đấy, thì hơi xước. Các bác về các bác dùng cái ốp lưng vào đây cho em. Dòng này thì bán ra em sẽ tặng ốp lưng sạc cáp và dán màn hình đầy đủ hết. Đây viền nó không được bóng mấy, nó hơi bong sơn một tí các bác nhá. Cái này thì hiện tại em đang bán là 6.2 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, cây này thì đầy đủ phụ kiện các bác nhá. Màn đẹp, hiển thị đẹp, trong veo, các chức năng hoạt động ok. Đấy, giá cho các bác 6.200.000. Đấy, ngoài ra có những cây thanh lý giá cực kỳ êm luôn. Cây này ám màn, thanh lý 5.9 triệu này. Ám màn chỗ nào? Đây ám màn cây này thì đây. Các bác vuốt từ trên dưới thì các bác thấy lưu ảnh nhẹ này các bác nhá. Đấy, nó lưu ảnh nhẹ thì cái đỏ là đầu ngón tay của em này, đây này. Đấy, nó hơi mờ một tí như thế thôi. Thực tế thì cái đấy rất là lành luôn và không ảnh hưởng một tí gì. Thì cây này là 5.9 triệu, viền vùng các kiểu xước nhẹ này. Đấy, 5.9 triệu thôi nhá. Bác nào mà chốt mà kết con nào thì anh em vào việc luôn. Ngoài ra thì còn một cây này 5.8 triệu này. Cây này thì cũng bị lưu ảnh nhẹ, siêu mờ chỗ này. Đấy, siêu mờ cái đầu ngón tay của em này. Thì cây này 5.8 triệu, các chức năng ok, cây số 6 các bác nhá. Đấy là dòng sản phẩm Galaxy S20 Ultra. Đây là một trong những dòng mà em bán rất là chạy. Tiếp theo thì trong cái phân khúc và tầm giá hơn 6 triệu thì các bác có thể lựa chọn cho em. Hơn 6 triệu thì mới về được một cái dòng Galaxy Note 10 Plus. Note 10 Plus thì hôm trước em cũng tạm hết hàng vài ngày và hôm nay thì em lại lên video. Về được một ít, chưa kịp lau chùi này các bác này. Đây vẫn còn bẩn này, chưa kịp lau chùi luôn. Về được một ít giới thiệu cho các bác. Lô hàng này thì cam kết với các bác nó zin 100% các bác nhá. Zin 100% luôn. Galaxy Note 10 Plus phiên bản Hàn Quốc, phiên bản Korea. Hai sim hai sóng và cấu hình của dòng này thì không thể nào mà gọi là không thể nào mà bỏ qua được, một cái cấu hình rất ngon. Với form dáng thiết kế vuông của dòng Note, đặc trưng của dòng Note này thì cực kỳ đẹp luôn. Con này thì xứng đáng là hoa hậu luôn các bác nhá. Note 10 Plus được trang bị thiết kế như sau: màn hình rộng 6,8 inch và màn 2K. Con này thì được trang bị hai sim vật lý và hỗ trợ 5G. Pin của nó là 4300. Màn hình thì 6,8 inch mà rất to luôn, loa kép. RAM 12/256GB. Nói chung anh em nào lưu trữ nhiều mà thích thiết kế đẹp, các bác có thể lựa chọn cho em một con Galaxy Note 10 Plus này. Tầm tiền thời điểm này nó chỉ loanh quanh hơn 6 triệu một con hàng zin chất thôi. Thì các bác có thể lựa chọn một con hàng zin chất như này để dùng, cũng vẫn dùng được vài năm nữa, quá ngon luôn các bác nha. Mà giá tiền thì mình bỏ ra cũng không phải là quá nhiều. Nếu mà so với những cái tính năng mà nó mang lại thì thực tế 6 triệu rưỡi cũng không phải là quá to.
Đấy, 6,5 triệu, thực tế không phải là quá lớn các bác nhá. Mà các bác đã được sở hữu một con Galaxy lốt 10 Plus cấu hình rất cao này rồi. Thì con này hiện tại thì em đang thanh lý là 6,5 triệu, tặng đầy đủ ốp lưng, sạc cáp và dán màn hình. Bác nào mà thích màu đen thì chốt màu đen, còn bác nào mà thích màu đa sắc thì chốt màu đa sắc các bác nhá. Hiện tại em có hai màu là đen và đa sắc thôi, có hai màu cơ bản là như vậy. Tiếp theo một cái sản phẩm dưới tiền bọn này, trong cái phân khúc tầm giá hơn 5 triệu thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm Galaxy S20 Plus các bác nhá. S20 Plus cấu hình rất cao luôn. Hiện tại thì em có màu đen, màu xanh ngọc và màu xám, ba màu. Thì bác nào mà thích màu nào thì các bác chốt màu đấy. Ba màu cơ bản như này. Đấy, S20 Plus mang trong mình cấu hình rất khủng luôn các bác nhá. Và em sẽ giới thiệu cấu hình cho các bác nghe sau đây. Kích thước màn hình rộng 6,7 inch, loa kép và màn con này là màn 2K và tần số quét màn hình lên tới 120Hz các bác nhá. Dùng thoải mái luôn, 120Hz này siêu mượt luôn các bác nhá. S20 Plus được trang bị là viên pin 4500, hai SIM, hai sóng và hỗ trợ 5G. Lô hàng này là lô hàng phiên bản Mỹ và hỗ trợ 5G các bác nhá. Pin của nó là 4500, chip Qualcomm Snapdragon 865, camera chụp ảnh rất là đẹp. Đây cam trước này các bác này, cam trước nha các bác nhá. Cam sau này LED căng luôn. Thì đây là một cây màu xanh ngọc, cây này 5,5 triệu, cây này quên chưa đánh số vào đây. 5,5 triệu, máy zin hình thức tầm 97-98%. Các chức năng hoạt động ok các bác nhá. Cây màu xanh ngọc 97-98%, 5,5 triệu. Ngoài ra có một cây màu xám 5,5 triệu tiếp này. Đấy, cây số 4 5,5 triệu màu xám, hình thức cây này cũng đẹp tầm 97-98%. Các chức năng là hoạt động ok, full hết các bác nhá, full hết chức năng, không cây nào lỗi lầm gì hết. Ngoài ra có cây số 1 5,4 triệu, cây màu đen. Đấy, cây này 5,4 triệu, viền vùng khá là ngon luôn. Cũng đây, cây này xước một tí bên trên này. Đấy, xước một tí bên trên này thì 5,4 triệu các bác nhá. Đấy, 5,4 triệu, cây S20 Plus cấu hình rất cao luôn và kích thước màn hình rộng 6,7 inch. Ngoài ra có hai cây hàng 5,2 triệu, 5,3 triệu thì về cơ bản nó giá nó ngang ngang nhau. Thì hai cây này em đang bán 5,2 triệu, 5,3 triệu một cây các bác nhá. Cây số 2 và cây số 3. Đấy, bác nào mà thích số bao nhiêu thì nhắn tin Zalo, sau đó em sẽ gửi hàng cho các bác. Đấy, hai cây này thì viền của nó hơi phẩy một tí. Đấy, cây màu xám thì 5,2 triệu thì viền nó hơi xước một tí các bác nhá. 5,2 triệu. Đấy, bác nào mà chốt mà kết thì vào việc luôn. Galaxy S20 Plus 5G phiên bản Mỹ. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm Galaxy S21 5G phiên bản Hàn này các bác này. Đấy, bản Hàn thì hiện tại em bán cũng gần hết rồi, còn vài cây nữa giới thiệu lốt cho các bác. Phiên bản Hàn giá từ 5,2 triệu cho đến 5,5 triệu là các bác mua được một cây rồi các bác nhá. S21 5G. S21 5G thì em có màu đen, màu đen hết hàng rồi, màu đen qua các bác lấy mất rồi. À, sáng nay các bác lấy mất rồi. Thì có màu đen này, màu hiện tại màu đen hết nha các bác nhá. Có màu trắng và màu tím. Đấy, màu trắng ngọc ring và màu chím tím mộng mơ. Bác nào mà thích màu nào thì chốt màu đấy. Máy nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Galaxy S21 5G phiên bản Hàn Quốc cho các bác cấu hình như sau. Bản Hàn Quốc thì kích thước màn hình rộng 6,2 inch. Màn hình phẳng. Con này thì RAM 8 trên bộ trong là 256GB. Đấy, con này thì RAM cao, bộ nhớ khá là cao và đặc biệt chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Dành cho bác nào thích nhỏ gọn thì các bác mua con S21 5G này cho em. Giá thì nó thật là cũng rẻ, loanh quanh hơn 5 triệu là các bác đã mua được rồi, đã sở hữu được rồi các bác nhá. Cây số 3 và cây số 6 5,5 triệu. Hai cây này hình thức đẹp 98%. Hai cây 5,5 triệu này hình thức đẹp keng 98%, các chức năng hoạt động ok các bác nhá. Đây là hai cây gà hàng đẹp led này các bác này. Đấy, đẹp led luôn. Hai cây này là hai cây đây này đẹp led, nhưng mà nếu mà anh em mà ngồi xoay kỹ thì nó vẫn có những cái vết xước nhẹ nha các bác nhá. À đây, con này thì hơi xước này các bác này. Con này thì phía dưới đời em mới để ý, con này thì 5,5 triệu nó hơi xước phía dưới tí. Đây, cái này điều này điều không thể tránh được. Đây, hơi xước một tí nha các bác nhá. Vẫn xước nhẹ một tí, đây này xước. Chỗ này thì hước sơi sâu một tí này. Còn lại thì viền đẹp lét lẹt luôn này. Đấy, 5,5 triệu một cây. Thì cây số 3 5,5 triệu, trừ cho bác 100. Còn ngoài ra cây màu trắng này thì đẹp lét lẹt luôn này. Cây màu trắng này thì không vết xước nào các bác nhá. Cây màu trắng thì đẹp gần như đẹp lét lẹt luôn. Đấy, bác nào thích màu nào thì chốt màu đấy. Màn hình thì ok, không xước sát gì. Những cái hàng này là ngon ngon lành cành đào rồi. Còn ngoài ra thì có những cái cây nó rẻ tiền hơn. Ví dụ như là nó chỉ có tầm cây số 5 và cây số 7 này, nó có tầm 5,2 triệu thôi. Hôm qua có cây màu đen thì em bán rồi. Đấy, 5,2 triệu thì hai cây này thì nó cũng xước sát nhẹ theo thời gian như này. Thì tầm 95-96% các bác nhá. 95-96%, cái điều là điều không thể tránh được khi mà có những vết xước như này. Đấy, vết xước nhẹ như vậy thôi. Nhưng tổng quát thì một con máy cầm rất là chất và đẹp. Đấy. Tổng quát cầm một con máy rất là đẹp các bác nhá. Thì cây số 5 và cây số 7 5,2 triệu. Bác nào mà yêu thích dòng Galaxy S21 5G thì các bác gọi cho bên em.
Tiếp theo thì một sản phẩm nữa em đang muốn giới thiệu cho các bác đây. Đây chính là cái dòng Galaxy S Alot 25G phiên bản Mỹ các bác nhá. Em có hai cây màu xanh ngọc này các bác này, một cây 5,2 triệu và một cây 5,5 triệu. Bác nào mà thích cây nào thì anh em chốt vào việc cái đấy. Hai cây này thì máy zin hình thức phẩy các bác nhá. Cam kết các bác zin 100%. Đấy, zin 100%, nhưng đương nhiên là viền và màn hoặc là viền hoặc màn là nó cũng có những cái vết xước chứ không thể tránh được. Hai cây này thì cây số 6 5,2 triệu, cây này thì tình trạng của nó như thế nào? Đọc cấu hình trước nhá và giới thiệu cho các bác về chi tiết cái hình thức sau. Phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng, riêng các bác dùng mà loanh quanh hơn 5 triệu, các bác dùng con lốt 20 5G này, em nói thật quá ngon luôn. Giá tiền nó cũng vừa phải mà kích thước màn hình rộng 6,7 inch. Loa kép màn hình to. Đấy, cây này thì 2 sim 2 sóng phiên bản Mỹ hỗ trợ 5G, pin 4003, RAM thì RAM 8/128GB, phiên bản Mỹ thì các bác dùng 2 sim nhưng mà bộ bên trong của nó chỉ có 128GB thôi. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865, có bút S Pen này, có camera chụp ảnh đẹp. Thì cây này là cây số 6 5,2 triệu. Cây này thì hình thức của nó xem nào. Hình thức của nó đây, phẩy đây, phẩy một tí này, cái này thì không thể tránh được các bác nhá. Trên viền của nó cũng có gọi là phe phẩy nhẹ một tí, lông tơ lông mèo lông kiến như này. Đấy, thì 5,200,000 cây số 6 này các bác nhá. Cây này thì màn hình ok. Đấy, ngon nành cành đào. Nếu mà có xước thì nó cũng xước dăm nhẹ một tí xíu, cái điều không tránh được các bác nhá. Thì cây này là cây số 6 5,2 triệu. Còn ngoài ra có một cây 5,5 triệu. Cây này 5,5 triệu thì hình thức của nó sẽ đẹp hơn một chút. Đây, đẹp hơn, viền vùng các kiểu là ô sà kê này. Đấy, viền vùng các kiểu. Đây, bên cạnh này cũng có phe phẩy nhẹ một tí các bác nhá. Đấy, phe phẩy nhẹ một tí này. Trên màn hình thì cũng có xước nhẹ. Đấy, xước dăm nhẹ một tí xíu. Đấy, cái này xước dăm nhẹ một tí xíu này. Đấy, dán màn hình lên hết sạch luôn. Thì cây này hiện tại em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 5,5 triệu. Màn hình đẹp trong veo, không ám hố gì và các chức năng là nguyên si nguyên bản luôn. Các chức năng là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Một cây máy 5,5 triệu. Đấy, xước nhẹ tí tí này. Đấy, tí tí như này thì không thể tránh được đâu. Đấy, còn lại thì Osaka hết 5,500,000. Cây màu xanh ngọc. Có những cây 5,2 triệu. Đây em giới thiệu cho các bác có những cây phiên bản Mỹ 5,2 triệu. Thì cây số 1 và cây số 16 này. Hôm trước thì về rất là nhiều và bán vội mất rồi. Cây số 1 và cây số 16 5,2 triệu. Hai cây này thì hình thức của nó sẽ là máy zin hình thức phẩy các bác nhá. Máy zin hình thức phẩy, cái điều đấy điều không thể tránh khỏi được. Tổng quát thì em đánh giá là tầm 95%. Các chức năng hoạt động ok. Thì hai cây này là hai cây phiên bản Mỹ, cây số 1 và cây số 16 5,2 triệu. Bác nào mà chốt mà kết thì vào việc luôn. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho các bác có những cây bản Hàn. À đây, bản Mỹ thì còn từng đấy thôi. Giới thiệu cho các bác phiên bản Hàn này các bác này. Bản Hàn thì mỗi trong của nó sẽ là 256GB, nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi và hỗ trợ 5G. Đấy, nó chỉ khác bản Mỹ là như vậy thôi. Giá từ 4,8 triệu, 5,000, 5,2 triệu là các bác mua đồng cây rồi các bác nhá. Nếu bác nào mà không quá quan trọng hình thức thì các bác múc ngay con nốt 20 5G phiên bản Hàn này cho em. 4,800,000, 4,850,000 cây số 2 và cây số 7 này. Một cây màu đỏ và một cây màu đen. Đấy, người ta gọi là đen và đỏ đây các bác nhá. Cây màu đỏ này thì viền của nó hơi phải một tí. Cái này thì về mình dùng ốp cho em là ok. Viền vùng các kiểu cũng tương đối là led. Nói chung là phải sẽ phải theo thời gian, xước một chút theo thời gian. Cây này được cái màn hình rất là led này, không xước sát gì. Cây này thì trong veo luôn, màn ok luôn các bác nhá. Cây màu đỏ 4,8 triệu, quá rẻ luôn. Cây này tặng cho các bác đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình, cây số 7. Giá 4,8 triệu. Ngoài ra cây này cây số 2, lưng hơi xước một tí, 4,850 triệu. Đấy, viền phẩy các bác nhá, viền xước nhưng màn hình ok, màn hình không xước sát gì. Cây này 4,850 triệu. Còn ngoài ra có mấy cây 5,000,000, 5,2 triệu. Đấy, cây số 3, số 5, số 7 này, 3,5,7, 5,2 triệu, 5,000,000 các bác nhá. Đấy, bác nào thích cây nào thì vào việc cây đấy thôi. Tiền nào của đấy. Cây 5,000,000 này thì cũng máy zin hình thức phẩy, nhưng màn hình thì được cái lô này rất là đẹp. Màn hình lô này không xước sát gì. Đấy, không xước sát, không ám hố gì các bác nhá. Loanh quanh 5,000,000, 5,2 triệu thì 4,800,000. Một cây lốt 20 thì quá là rẻ luôn. Tiếp theo thì em giới thiệu cho bác một cái sản phẩm mà phân khúc 4,000,000. Đây chính là một con Galaxy S25G. S25G thì em có màu xám và màu xám và màu hồng. Giá thì loanh quanh 4,4 triệu, 4,5 triệu là các bác mua đồng cây rồi. Lô hàng này về thì cũng tương đối là đẹp, tầm 98%. Đấy, 98% các bác nhá. Cấu hình thì các bác nghe nhiều rồi. Con này màn hình nhỏ gọn, màn cong 6,2 inch, RAM 8/128GB, phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G. Giá cho các bác 4,500,000 là các bác mua đồng cây rồi các bác nhá. S25G nhỏ gọn, nếu bác nào mà thích dòng nhỏ gọn 6,2 inch thì các bác mua cho em còn S25G. Vì thời lượng video em thấy là khá là dài rồi nên em sẽ không giới thiệu được nhiều các bác nhá. Đấy, máy thì tình trạng như thế này. Máy zin hình thức đẹp, 98%. Bán cho các bác 4,5 triệu, tặng đầy đủ ốp lưng, sạc cáp và giá màn hình, bảo hành 3 tháng cho các bác.
Và cây này có chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 rất là mạnh các bác nhá, 4,5 triệu. Ngoài ra thì trong cái phân khúc mà tầm giá hơn 4 triệu thì các bác có thể mua cho em một cái dòng Galaxy S20 FE. S20 FE thì hiện tại em có màu trắng, màu hồng và màu đen như này, 3 cây. S20 FE RAM 6/128GB, chip Qualcomm Snapdragon 865, màn hình rộng 6,5 inch và tần số quét màn hình lên tới 120Hz, toàn cây hết pin này. Đấy, 120Hz, phiên bản Hàn Quốc, một SIM và hỗ trợ 5G. Nói chung là con S20 FE này dùng rất là ổn định và ngon. Máy một SIM thôi nhưng mà sẽ hỗ trợ 5G, pin 4500. RAM 6/128, chip Qualcomm 865, màn hình đẹp trong veo không ám ố gì. Hiện tại thì giá loanh quanh là 4,5 triệu một cây coi nhá. Cây số 3, cây số 6 và cây số 16 4,500,000 một cây. Máy zin hình thức phải nhẹ, đấy 4,500,000 là các bác book được rồi. Đấy, 4,5 triệu là các bác mua được một con S20 FE. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác trong cái phân khúc mà tầm giá hơn 3 triệu thì các bác có thể mua cho em một cái dòng LG VenVet. LG VenVet này thì được trang bị trước sau đều bằng kính và loanh quanh chỉ có hơn 3 triệu là các bác mua được rồi. Máy thì được trang bị màn hình AMOLED rộng 6,8 inch mà màn thiết kế độc và lạ các bác nhá. Cây này thì RAM 8/128GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon 730G. Máy có rất là nhiều chức năng hay ho, Double Tap này, All Away Display này, màn hình cong này, mà giá tiền thì nó loanh quanh chỉ có hơn 3 triệu thôi, 3,3 triệu, 3,4 triệu. Loa kép nghe nhạc rất to và hay các bác nhá. Con này thì giá loanh quanh 3 triệu đến 3,2 triệu, 3,3 triệu, 3,4 triệu là các bác mua đồng cây. Nếu bác nào không quan trọng hình thức thì các bác mua một con màn xước. Con màn xước thì giá chỉ có 3 triệu thôi các bác nhá. Còn con nào màn đẹp như này mà viền tương đối là đẹp như này thì giá là 3,3 triệu, 3,4 triệu. Hàng 3,3 triệu thì trên viền của nó cũng có xước các bác nhá, cũng có xước hoặc là cấn nhẹ như này. Còn 3,4 triệu thì có một cây rất là đẹp như này, thì bác nào mà thích cây nào thì vào việc cái đấy, loanh quanh hơn 3 triệu. Và cây cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay, đây chính là một cây Xiaomi Redmi Note 10. Cây này RAM 4/64GB, màn hình là màn con này màn rộng khoảng 6,5 inch, màn AMOLED các bác nhá, 2 SIM 2 sóng và pin rất là trâu. 2 SIM, bác nào mà dùng là máy nghe gọi hoặc bác nào dùng dung dài bình thường thì các bác chốt con Note 10 này cho em, rất là ngon luôn, 2,6 triệu, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp và giá màn hình. Cây này ốp lưng thì anh em phải về tự mua rồi, vì cây này có mỗi cây nên em không ốp lưng. Và clip hôm nay của em đến đây là kết thúc rồi. Bác nào mà cảm thấy cây là phù hợp thì các bác gọi cho bên em để đặt hàng qua số hotline 0911 003229. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.